Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hàng loạt vũ khí khí tài hiện đại của 30 quốc gia lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong sự kiện Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội mới đây đã nhận được sự chú ý lớn không chỉ từ người dân trên khắp cả nước mà còn cả bạn bè quốc tế. Quý vị có thể chiêm ngưỡng đây là chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Còn đây là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Barak 8 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và tập đoàn IAI của Israel hợp tác phát triển. Còn đây là tên lửa hành trình siêu âm BrahMos được sản xuất bởi công ty BrahMos Aerospace của Ấn Độ. Phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đối hạm siêu thanh B-800 Onis Tacon. BrahMos phiên bản tiêu chuẩn có thể đạt tốc độ Mach 2.5 đến 2.8 và tầm hoạt động đạt 280 km. Ngoài ra còn rất nhiều những vũ khí trang bị quân sự hiện đại khác tới từ các quốc gia thuộc khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm sự tối tân của những loại vũ khí này. Cận cảnh tên lửa hành trình BrahMos của Ấn Độ được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đối hạm siêu thanh BrahMos, phiên bản tiêu chuẩn có thể đạt tốc độ từ Mach 2.5 đến 2.8, tức 3.460 km/h và tầm hoạt động đạt 280 km. Tên lửa cũng có độ chính xác cao luôn, đánh trúng hồng tâm trong các đợt bắn thử. Đồng bộ với BrahMos là máy bay Su-30 MK1, là một trong những máy bay nặng nhất thế giới. Su-30 MK1 có khả năng mang theo tên lửa BrahMos A. Ngoài Su-30 MK1 được sửa đổi, không có tiêm kích nào khác trên thế giới có thể mang BrahMos A. Đây là những gì khiến loại tên lửa này có thể thay đổi cuộc chơi. BrahMos dài 8,4m có thể mang theo tải trọng vũ khí thông thường nặng tới 300kg và có tầm bắn hơn 400km. BrahMos được coi là một trong những sát thủ diệt hạm nhanh nhất thế giới. Tên lửa sử dụng đầu đạn nặng 200-300kg, hệ thống dẫn đường quán tính và radar chủ động, cũng như hiệu chỉnh đường bay bằng hệ thống định vị vệ tinh RONAT. Phiên bản BrahMos NG được thu nhỏ kích thước và giảm diện tích phản xạ radar, tuy nhiên nó vẫn duy trì uy lực của mẫu tên lửa nguyên bản. Tên lửa trên do công ty liên doanh giữa Nga và Ấn Độ phát triển. Được biết, BrahMos là cái tên ghép giữa sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga. Theo AFP, BrahMos được nhiều quốc gia nước ngoài để mắt, trong đó có một số quốc gia Đông Nam Á. Ấn Độ đã thử nghiệm các phiên bản khác nhau của tên lửa này trong những năm qua. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2020, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản hải quân. Tên lửa được phóng từ tàu khu trục tàng hình INS Chennai do nước này tự chế tạo, đánh trúng một mục tiêu trên biển Ả Rập. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa đã tấn công mục tiêu với độ chính xác cao sau khi thực hiện những màn bay lượn hết sức phức tạp. Tuyên bố trên nhấn mạnh là một vũ khí tấn công chủ đạo, BrahMos sẽ đảm bảo tính bất khả chiến bại của chiến hạm này bằng việc tấn công các mục tiêu mặt nước của hải quân ở khoảng cách xa. Mặc dù các phiên bản của tên lửa BrahMos đã có trong kho vũ khí của Ấn Độ từ lâu, song tên lửa vẫn liên tục được nâng cấp và cập nhật với các hệ thống phần cứng và phần mềm mới. Nhiều phiên bản khác nhau của BrahMos bao gồm các phiên bản có thể bắn từ đất liền, tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu Sukhoi-30 đã được phát triển và thử nghiệm thành công. Đến đầu năm nay, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản hạm đối hạm tiên tiến đã được phóng từ tàu INS Visakhapatnam, một trong những tàu khu trục mới nhất của Ấn Độ. Nó có thể được phóng từ trên không, trên biển hoặc trên đất liền. Theo truyền thông Ấn Độ, phiên bản nâng cấp của tên lửa này có thể tấn công mục tiêu cách xa khoảng 400 km. Không chỉ máy bay chiến đấu Sukhoi mà cả MiG-29K Telat Rofeo của không quân Ấn Độ dự kiến cũng sẽ được trang bị tên lửa BrahMos trong thời gian tới. Hiện nước này đang phát triển phiên bản dưới nước của tên lửa BrahMos. Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, tiêm kích hiện đại nhất thế giới. Trong sự kiện lần này, Việt Nam đã được chào đón mô hình chiến đấu cơ xuất sắc trong không quân F-16 do Mỹ sản xuất, được cho là một trong những chiếc tiêm kích hiện đại nhất thế giới, là một trong những chương trình máy bay chiến đấu lớn nhất và quan trọng nhất của phương Tây, với hơn 4.000 chiếc được chế tạo. F-16 hiệu quả với chi phí, có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau và duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm.
F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa năng hạng nhẹ hiện đại, được phát triển bởi General Dynamics năm 1993, bởi General Dynamics bán mảng sản xuất máy bay của mình cho tập đoàn Lockheed hay là Lockheed Martin. Mặc dù tên phổ biến chính thức của F-16 là Fighting Falcon, nó được các phi công biết đến dưới tên Viper, mật danh dự án của General Dynamics trong thời gian đầu phát triển. F-16 có kíp lái một thành viên dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km/h, tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240m. Chiến đấu cơ hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M-61 Vulcan và có thể được trang bị tên lửa không đối không và nhiều loại tên lửa hoặc bom. F-16 Fighting Falcon được coi là một chiến đấu cơ xuất sắc trong không chiến. Ngay từ đầu, F-16 đã được dự định trở thành một con ngựa chiến hiệu quả với chi phí, có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau và duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm. Riêng ở Mỹ, tính đến năm 2019, chiếc tiêm kích F-16 được biên chế trong không quân gồm 442 chiếc phiên bản F-16C và 114 chiếc phiên bản F-16D. Trong hải quân, 10 chiếc phiên bản F-16A và 4 chiếc phiên bản F-16B. Trong không quân lực lượng cận vệ quốc gia, 291 mẫu phiên bản F-16C và 45 chiếc phiên bản F-16D. Theo đó, tính linh hoạt của Fighting Falcon là lý do tối quan trọng khiến nó thành công trên thị trường xuất khẩu và đang phục vụ tại 25 quốc gia. Mới đây, Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã công bố video xuất xưởng tiêm kích F-16 Block 70 tại nhà máy ở bang Nam Carolina. Đây là chiếc F-16 Block 70 đầu tiên trong đơn hàng 16 chiếc được sản xuất cho không quân Bahrain. Theo đó, Block 70 là phiên bản hiện đại nhất thế giới của F-16, dòng tiêm kích thế hệ thứ tư được Mỹ và các đồng minh sử dụng phổ biến trước khi tiêm kích tàng hình thế hệ 5 ra đời. Tiêm kích Su-57E diệt mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Tập đoàn Rosoboronesport của Nga cũng đem tới sự kiện của Việt Nam Su-57E UAV cảm tử và 400 loại vũ khí Nga hiện đại khác. Theo tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronesport, tập đoàn sẽ trưng bày ở triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại Hà Nội. Các máy bay không người lái Nga UAV bao gồm máy bay không người lái Kamiske cảm tử cũng như máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57E phiên bản xuất khẩu. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, hãng tin Lenta dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga đăng tải nhiều thông tin liên quan tới đặc điểm kỹ chiến thuật của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, phiên bản xuất khẩu Su-57E. Chuyên gia quân sự Konstantin Tsitkov, Chủ tịch Viện Tên lửa và Pháo binh Nga cho rằng, dù có hình dạng tương đồng với phiên bản Su-57 tiêu chuẩn, nhưng phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay thế hệ 5 này có nhiều khác biệt. Điểm khác biệt chính của Su-57E nằm ở việc các hệ thống vũ khí trang bị điện tử trên khoang có nhiều cắt giảm chức năng so với phiên bản trang bị cho không quân Nga. Cụ thể, phiên bản Su-57E sẽ không được trang bị các dòng tên lửa không đối không tầm xa R-37 và KS-172. Các chế độ hoạt động của hệ thống điện tử trên khoang sẽ có nhiều khác biệt đáng kể như là cắt bớt một số tính năng so với phiên bản Su-57 cơ sở. Bên cạnh đó, Su-57E cũng có nhiều điểm khác biệt về chế độ hoạt động và khả năng kết hợp giữa phi công và máy bay. Việc phát triển phiên bản hai người lái sẽ giúp Su-57E đáp ứng tốt hơn trong các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp, cần nhiều thao tác, nhất là khi phối hợp tác chiến với các tổ hợp máy bay không người lái chiến đấu như UACV Orconic. Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 được Nga phát triển để cạnh tranh với đối thủ của Mỹ và phương Tây như F-22, F-35. Điểm mạnh của Su-57 không chỉ nằm ở khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar, mảng định pha chủ động, hệ thống hỗ trợ phi công Air-Pilot cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại. Sức mạnh tối thượng của hệ thống phòng không Barak-8. Tổ hợp phòng không tầm trung Barak-8 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và Tập đoàn IAI của Israel hợp tác phát triển. Theo IAI, tổ hợp vũ khí này được tích hợp radar đa năng, liên kết dữ liệu hai chiều và được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt
giúp tăng cường khả năng xác định quỹ đạo bay của mục tiêu cũng như đánh chặn hiệu quả nhiều mục tiêu cùng lúc. Theo đó, Barak 8 được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Đạn tên lửa Barak 8 có trọng lượng 275 kg, trong đó khối lượng đầu đạn nặng 60 kg. Tên lửa có chiều dài 4,5 m, đường kính thân tên lửa 0,225 m, có tốc độ tối đa đạt Mach 2 với tầm bắn đạt 70 km. Bệ phóng của tổ hợp Barak 8 được đặt trên khung gầm xe tải quân sự. Barak 8 được phóng thẳng đứng từ Champoster Erythronder và có tầm bao quát 360 độ, trong đó bộ phận phóng gồm 8 thùng chứa tên lửa sẵn sàng khai hỏa. 8 tên lửa này có thể được bắn trong vòng chưa đầy 20 giây. Một khẩu đội Barak 8 bao gồm đài điều khiển, hệ thống radar chức năng đặt tên lửa và phương tiện phóng di động. Khi kết hợp với các hệ thống radar cảnh giới đa năng, chẳng hạn như MF-STAR-EG trên tàu khu trục lớp Kolkata, sẽ giúp cho Barak 8 có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Tên lửa Spy, tinh hoa công nghệ quốc phòng Israel. Đây là dòng tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 của Israel nhờ hệ thống đầu dò quang điện ảnh truyền hình hiện đại. Tên lửa Spy có tầm bắn tới từ 50m đến 25km tùy phiên bản trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết, vượt xa hoàn toàn so với các tổ hợp tên lửa chống tăng hiện có của Nga và phương Tây. Thiết kế đầu đạn tiên tiến cho phép tên lửa Spy tiêu diệt các phương tiện bọc thép của đối phương kể cả khi chúng đang trang bị giáp phản ứng nổ. Theo đó, tên lửa đa nhiệm Spy được mệnh danh là tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel. Hệ thống tên lửa chống tăng tiên tiến Spy được công ty Rafael Advanced System của Israel nghiên cứu và phát triển từ cuối thập niên năm 1980 nhằm mục đích thay thế dàn vũ khí chống tăng đã quá lỗi thời của nước này. Cấu tạo hệ thống chống tăng Spy gồm 3 bộ phận chính: phần đầu gắn thiết bị cảm biến lái dẫn, phần thân mang 2 đầu nổ để kích hoạt giáp phản ứng nổ và xuyên phá cùng động cơ tên lửa. Đây là loại vũ khí đa năng, đa nhiệm có thể được phóng từ đất liền, trên biển, từ xe cơ giới và cả từ trực thăng. Nhờ được trang bị các loại đầu đạn khác nhau, Spy có khả năng thiệt hại nhiều loại mục tiêu như xe bọc thép, hầm trú ẩn, trang thiết bị kỹ thuật, tàu đổ bộ, tàu chiến mặt nước. Bên cạnh đó, hệ thống tên lửa Israel cũng có thể tấn công trực tiếp đối với mục tiêu trong tầm nhìn thấy hoặc các mục tiêu ở vị trí bị che khuất hoàn toàn nhờ hệ thống ống phóng thẳng đứng. Spy có nhiều biến thể với tầm bắn khác nhau, bao gồm tầm trung MA, dài LA, tăng tầm IA. Tuy nhiên, các phiên bản này đều sử dụng phương thức lái dẫn quang truyền hình cho phép tối ưu hiệu quả và tầm bắn. Ngoài ra, Spy tầm ngắn SR có phiên bản mới nhất được thiết kế cho tác chiến đô thị, chuyên tiêu diệt các mục tiêu cố định và di động với tầm bắn 50-1500m, được trang bị đầu dò quang điện hoặc hồng ngoại giúp kháng nhiễu và tăng xác suất trúng mục tiêu trang bị cho các trung đội. Phiên bản Spy Mini có tầm bắn 1,3-1,5km để bắn qua cửa sổ, chướng ngại vật. Các phiên bản khác còn bao gồm Spy IA-2, phiên bản nâng cấp của Spy IA, được lắp đặt hệ thống truyền dữ liệu 2 chiều không dây, 2 tần số vô tuyến AF. Dữ liệu được truyền tải trong thời gian thực, điều chỉnh phần mềm điều khiển tên lửa để tối đa hóa tầm bắn, tăng phạm vi tấn công, cơ động, linh hoạt và khả năng xác định mục tiêu cần tiêu diệt, cho phép phá hủy các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn 10 km khi phóng từ mặt đất và mặt nước, 16 km từ trực thăng. Hệ thống tên lửa Spy Elot là phiên bản mới nhất của họ. Tên lửa Spy có khả năng tấn công bất ngờ và uy lực cao, có vận tốc bay 180m/giây, tầm bắn đến 25km. Đây là tên lửa chống tăng có tầm bắn hiệu quả xa nhất thế giới, được điều khiển với máy bay không người lái hoặc vệ tinh và thực hiện nhiệm vụ bằng hệ thống truyền lệnh quang điện 2 chiều, sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm, nên tên lửa này có độ chính xác cực cao. Hiện Spy đang là một trong những chủng loại tên lửa có khả năng tác chiến hiệu quả nhất, được lắp đặt trên hơn 45 loại phương tiện chiến đấu khác nhau của quân đội 30 quốc gia, trong đó có trực thăng Tiger của quân đội Tây Ban Nha, Black Hawk của Không quân Colombia, AW-129 Macusta của Italia, trực thăng Super Puma của Romania, trực thăng Super Cobra và nhiều phương tiện bộ binh và hải quân khác. Ngoài ra, một số quốc gia như Mỹ, Nga, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia cũng có những sản phẩm tiêu biểu nhất mang đến triển lãm.
Ngoài việc mang tới những sản phẩm đặc sắc của riêng mình, đại diện doanh nghiệp các quốc gia tham dự cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đối với tiến trình hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Và cũng tại sự kiện triển lãm quốc phòng quốc tế 2022, giữa một không gian rộng hơn 70.000 m2 để có thể nhận diện đâu là sản phẩm made in Việt Nam quả thật là không dễ dàng. Sau đây, xin mời quý vị tiếp tục cùng chúng tôi tìm hiểu về những loại vũ khí khí tài quân sự nổi bật nhất của Việt Nam tại triển lãm lần này. Cận cảnh dàn vũ khí khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam. Với các năng lực của công nghiệp quốc phòng hiện nay, chúng ta đã làm chủ được các công nghệ chế tạo các loại từ đạn pháo chiến dịch đến tất cả các loại đạn con, đạn xuyên. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có thể là chúng ta tự chủ động từ những nguyên vật liệu đầu vào để chế tạo ra các bán thành phẩm và thành phẩm các loại đạn. Công nghiệp quốc phòng đã chủ động được công nghệ chế tạo các loại vũ khí trang bị cho sư đoàn bộ binh lục quân. Điển hình nhất ở đây là khẩu súng tiểu liên STV-380. Súng này có ưu điểm là tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao. Đây là khẩu súng mà do nhà máy Z-11 chế tạo trên dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Ngoài ra, trong thời gian qua đã chế tạo được đạn nhiệt áp sử dụng thuốc nổ nhiệt áp. Đây là một loại thuốc nổ to, sức công phá rất lớn. Là loại thuốc nổ giới hạn trong công ước quốc tế cho phép. Còn đây là loại tàu tên lửa tấn công nhanh, một trong những loại tàu được các nước trong khu vực Đông Nam Á đánh giá cao. Tàu được trang bị 16 tên lửa đối hải để thực thi nhiệm vụ. Còn đây là thiết bị đài radar VRS-2DM. Sản phẩm này được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đài radar VRS-2DM có khả năng phát hiện các mục tiêu xa hàng trăm km, đặc biệt toàn bộ tổ hợp được thiết kế để triển khai và thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện hoặc thủy lực, giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống còn bằng 1/4 so với các thế hệ đài cũ. Thưa quý vị, hiện tại, đài radar cảnh giới VRS-2DM đã bắt đầu được trang bị trong một số đơn vị trong quân chủng phòng không không quân và được đánh giá vượt trội hơn so với thế hệ đài radar cảnh giới tầm thấp từng được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng. Trong triển lãm lần này, đài radar VRS-2DM được trưng bày tại gian trưng bày của Viettel Hitech và khu trưng bày ngoài trời. Không chỉ Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Việt Nam cũng mang tới đây nhiều sản phẩm ấn tượng. Đây là một dòng sản phẩm radar Quick-Tromai được dùng trong ứng dụng cảnh giới trên mặt biển, bờ biển, đất liền và trên không. OSB Group nghiên cứu phát triển sản phẩm theo hướng để giám sát và phòng chống thiết bị bay không người lái. Sản phẩm này được sáng chế, nghiên cứu và sản xuất 100% tại Việt Nam. Thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cũng đã kết lại phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!